Hello, chào em nha. Audi A3 1.8 24 chục bô. Nguyên zin không lỗi anh chị nha, chạy 90.000 xe mình đang đi nha. Nhưng mà hôm nay mình cũng có nhu cầu mình đổi xe khác nữa anh chị, nâng cấp lên. Cho nên mình muốn để lại cho em mình một chiếc xe nguyên zin từ đầu tới đích, gầm bệ máy móc nguyên zin anh chị nha. Xe không lỗi nhỏ, có lỗi cho chiếc xe. Anh em thấy kèm bô mới tin không? Chạy 90.000 là cái bô nó phải như thế này mới gọi được 90.000 anh chị nha. Và xe Đức không bao giờ tua ủng hộ được, nếu mà tua được tới mấy chục triệu là anh chị nha. Đó, anh em nhìn cái cục đó nè, đẹp không? Gầm bể 7 màu. Cái bô mới tin không có miếng khói luôn nè anh chị nha. Cái bô nè. Đẹp không? Đúng xe Đức chưa, công nghệ an toàn tuyệt đối, cảm biến đầu, cảm biến đít. Mâm lớp vỏ thì cái vỏ hơi xấu nha. Cái nào nói là phải chuẩn cái vỏ hơi xấu. Đó, ABS túi khí. Đó. Sắc làm gì nước sơn zin, xe này còn 99% nước sơn zin. Gầm bể 10 điểm cho anh chị. Nước sơn này hơi xấu nè, mấy này là em chạy ẩu nó bị dơ, nó bị cày nè, phải làm lại anh chị nha, chắc bữa nay cho làm lại luôn đó. A3 2014 1.8 chục bô, dòng này siêu tiết kiệm và tăng tốc rất là lẹ. Nó chạy chế độ sport thì anh em mình chạy từ 0 cho đến 100 km/h mình chạy tầm khoảng 6,5 giây, và tiêu hao nhiên liệu 100 cây gơ và tầm khoảng 5 lít rưỡi cho đến 5 lít 8 nha anh chị nha, không đến 6 lít nha. Anh em mua chiếc xe này về chạy hơn 6 lít em cho chiếc xe luôn, chơi với anh em luôn nha, chạy bằng morning nè. Mấy này là dơ này, chị chưa rửa này nha, dơ chưa rửa, mình không có ngại quay mấy cái này ha. Xe thì tuyệt vời, anh em qua tham khảo lấy thử chạy thử với em nha. Giờ em đang cho nâng gầm lên vệ sinh và với chạy em sơn lại mấy chỗ chạy chạy á cho đẹp thôi, đi đánh bắt những xe lại. Anh em quan tâm liên hệ cho em nha, bên em thì nhiều xe lắm. Accent nè, Accent nó trong của mình lộn, Accent nó của người ta, Accent nó trong của mình, Accent nó trong của mình nó đang cho sơn lại anh em ha. Đây là Captiva cũng mới vừa giảm sơn xong đó, có 100 mấy chục triệu thôi. Anh em quan tâm thì liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 nha. Có xem có bớt, cảm ơn em mình nha.